Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập sáu Tập 69 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú quyển trung Trang 151 Trang 151 Khoa chú quyển trung Trang 151 Mời xem kinh văn Hà hướng chúng sanh tự xưng tự niệm hoạch phước vô lượng diệt vô lượng tội kinh văn dẫn đến chỗ này là nói đến niệm phật diệt tội sự việc này chúng ta cần phải hiểu cho thật kỹ những gì phật nói trên kinh tuyệt đối không được phép sơ ý qua loa hiểu trên mặt chữ thế thì sai rồi thật ra ở phần trước bản kinh thế tôn đã nêu ra cho chúng ta hai điển hình rất hay bà la môn nữ và quan mục nữ mẹ của họ đều là người tạo tác tội nghiệp cực nặng bị đọa lạc vào trong địa ngục may mà Nhờ có người con gái hiếu thảo đến giúp đỡ họ. Dùng phương pháp gì giúp đỡ chị? Phật đều dạy họ dùng pháp môn niệm Phật. Có phải niệm Phật giống như chúng ta bình thường như vậy là có thể diệt được tội của họ hay không? Là có thể khiến cho họ từ trong địa ngục Siêu sanh hay không Là không thể rồi Việc này là chắc chắn không làm được Phải niệm Phật như thế nào Mới chân thật có hiệu quả Phải niệm Phật giống như Bà La Môn Nữ Và quan Mục Nữ Mới có tác dụng Cho nên chúng ta đi trợ niệm Trợ niệm chỉ bằng miệng mà không có tâm thì không có hiệu quả rồi người trợ niệm trong lúc trợ niệm có thể được công phu thành khối được nhất tâm bất loạn thì người đó mới được siêu độ đạo lý là ở chỗ này chúng ta cần hiểu cho thật kỹ nếu như người này không tạo nghiệp Không đọa lạc Thì tâm của người giúp họ niệm Phật Sẽ không được thành kính như vậy Bởi vì nhìn thấy họ tạo tội nghiệp Nhìn thấy họ đọa lạc Mới dùng tâm hết sức thành kính Để niệm Phật hồi hướng Và giúp đỡ họ Như vậy mới tự mình nâng cao Cảnh giới của chính mình mình vốn dĩ là phàm phu Hiện nay làm Bồ Tát Tại vì sao bạn làm Bồ Tát? Là bởi vì người tạo tác tội nghiệp đó Đã giúp đỡ bạn Làm tăng thượng duyên cho bạn Bạn thường nghĩ xem quan một nữ, bà la môn nữ Nếu mẹ của họ không tạo tội nghiệp, không đọa lạc là, Thì làm sao họ có thành tựu được chứ? Họ không thể thành tựu được rồi Cho nên cái duyên thành tựu này Là do người tạo tác tội nghiệp giúp đỡ họ đã giúp họ siêu phàm nhập thánh bạn nói xem công đức này bao lớn cho nên bồ tát đại từ nói bạn khuyên được hai người niệm phật giảng sanh thì phước đức còn lớn hơn nhiều so với công phu tu hành của chính bạn tại vì sao hai người đó có thể giảng sanh tại vì sao có thể làm phật là do bạn khuyên họ bạn khuyên một dạng người khuyên mười dạng người những người đó niệm phật đều không thể giảng sanh thì bạn cũng vô phương bạn không được lợi ích gì họ thật sự giảng sanh làm phật tại vì sao họ làm phật bởi vì nhờ bạn khuyên họ họ mới làm phật họ chân thật làm phật rồi thì công đức của bạn sẽ lớn phải biết cái đạo lý này tuyệt đối không phải nói là bạn khuyên được bao nhiêu người niệm phật hiệu quả của việc này không lớn những người mà bạn khuyên đó họ thật sự niệm phật thật sự giảng sanh nếu như bạn khuyên được mười mấy người giảng sanh bồ tát đại từ nói phước đức của bạn là vô lượng vô biên nếu bạn khuyên được một trăm người một nghìn người thì bạn thật sự chính là bồ tát tái lai cho nên trong đây nhất định phải phân biệt cho rõ ràng Tuyệt đối không phải nói chúng ta say đạo tràng Ở đây có mấy nghìn người, mấy dạng người niệm Phật Còn số đó không tính Là phải thật sự được nhất tâm Thật sự được công phu thành khối Thật sự được giảng sanh Phải lấy cái này làm tiêu chuẩn Trên kinh nói chỗ này cũng là tiêu chuẩn này. Bạn có thể lấy tiêu chuẩn này, lợi ích công đức trong kinh nói thì chúng ta không hoài nghi. Phải biết đây là chân thật. Bà La Môn nữ, Quang Mục nữ là gì mẹ của mình. Mà thành tâm thành ý niệm Phật như vậy để hồi hướng giúp đỡ mẹ là cùng một đạo lý giống nhau nếu như chúng ta rất xa lạ hoàn toàn không quen biết với người lâm chung khi gặp phải cơ duyên này chúng ta giúp họ trợ niệm thì tâm thái trợ niệm cũng phải xem họ như là một người vô cùng thân thiết với chính mình phải dùng tâm hết sức chân thành để mà niệm thì kẻ còn người mất đều được lợi ích bản thân chúng ta được lợi ích mà họ cũng được lợi ích nếu như chỉ phô diễn cho xong chuyện thì ta và người đều không được lợi ích lợi ích đó chính là vừa qua căng tai vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo như đã nói với mọi người ở phía trước là không thể chuyển được nghiệp báo hiện tiền đây là sự gợi ý mà chúng ta có được từ trong kinh địa tạng biết được dụng ý của phật nói hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên thông thường những việc phật sự siêu độ này có hiệu quả hay không thì phải xem người chủ trì việc siêu độ này có tâm chân thành cung kính hay không thực sự có tâm chân thành xem người chết như cha mẹ của mình dùng loại tâm thái này để siêu độ thì sẽ có lợi ích nếu như xem họ như người xa lạ hoàn toàn không có liên quan với mình thì lợi ích rất mỏng manh đạo lý là ở chỗ này cùng làm công việc như nhau mà hiệu quả hoàn toàn khác nhau đây là điều chúng ta nhất định phải biết Hôm nay đoạn kinh văn này Nói rồi Hà hướng chúng sanh tự xưng tự niệm Đây là tu vì chính mình Chứ không phải là vì người khác Làm việc này vào lúc nào Làm vào lúc cơ thể của mình Còn rất khỏe mạnh cường tráng Phải tu phước cho chính mình Phải tích lũy Công đức cho chính mình Việc này là quan trọng hơn hết con người sanh đến thế gian này để làm gì vì sao phải đến được bao nhiêu người đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi có lẽ có người đã từng suy nghĩ nhưng chúng tôi muốn hỏi tiếp được mấy người suy nghĩ một cách nghiêm túc thế thì quá ít suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này thì người này đã giác ngộ thế gian có không ít người thông minh đặc biệt là những nhà triết học những nhà tôn giáo nghĩ về vấn đề này là tương đối nhiều có đáp án hay không rốt cuộc vẫn chưa có đáp án cho nó hợp tình hợp lý chính bởi vì như vậy nên đức phật mới xuất hiện ở thế gian để giải quyết vấn đề này mà những người thông minh này họ đã mong cầu cho họ một đáp án chính xác Con người sanh vào thế gian này Phật nói cho chúng ta biết Là để đền trả nghiệp báo Trong đời quá khứ bạn tạo nghiệp Bạn tạo nghiệp thiện Thì bạn đến hưởng phước Bạn tạo nghiệp ác Thì bạn đến để thọ báo đây là phật nói ra chân tướng sự thật của việc xả thân thọ thân của tất cả chúng sanh trong lục đạo cho chúng ta biết tướng này không tốt nhân duyên quả báo không bao giờ dứt đời đời kiếp kiếp đi làm những chuyện này cho nên trên kinh phật thường nói Sanh tử bị lao Trên kinh cũng thường nói Kẻ đáng thương xót Thực sự là kẻ đáng thương xót Người thông minh Nghĩ đến vấn đề này Phải hỏi Vì sao phải đến Đến để làm gì Có ý nghĩa gì Có giá trị gì cảm động chư phật bồ tát thị hiện ở nhân gian giải thích cho chúng ta những vấn đề này thật sự giác ngộ được bốn cái vấn đề này thì sẽ giải quyết viên mãn ngay người giác ngộ biết lợi dụng cái thân nghiệp báo này chúng ta phải làm việc lớn là siêu phàm nhập thánh là một cuộc giải quyết triệt để cho đời sống con người vậy là có ý nghĩa có giá trị muốn hiểu rõ vấn đề này thì trước tiên phải hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh kinh địa tạng nói cho chúng ta biết chân tướng của lục đạo luân hồi nói cho chúng ta biết chân tướng trong cõi ngạ quỷ nghiệp nhân quả báo lý sự tánh tướng ở trong đây đều có nói rõ sau khi hiểu rõ rồi chúng ta mới có cách thoát ra đây là việc lớn hàng đầu của đời sống con người chúng ta được xem như là thành tựu đích thực trong việc học Phật của bạn Bạn xem trong vô lượng pháp môn Thế nhưng kinh địa tạng Lại đề xướng pháp môn niệm Phật Chỉ có pháp môn này Là có hiệu quả nhất vững chắc nhất, nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất Vấn đề là chúng ta phải chân thật niệm Chân thật niệm là mọi lúc mọi nơi trong tâm luôn có Phật. Thì đây mới gọi là chân thật niệm. Chân thật niệm thì không nhất định là luôn niệm ở ngoài miệng. Tâm giống như tâm Phật vậy. Tâm Phật là như thế nào? Trên kinh Kim Cang đã nói với chúng ta rất hay. Vô trụ sanh tâm Đó chính là tâm Phật Vô trụ là thanh tịnh Tâm Phật thanh tịnh không nhiễm mấy bụi Lời Đại sư Huệ Năng nói Xưa nay không một vật Đó là vô trụ Sanh tâm là sanh tâm đại từ bi Quan tâm đến tất cả chúng sanh yêu thương tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ lia khổ được vui đây là sanh tâm sanh tâm đồng thời với vô trụ ở trong đây không có phân biệt không có giới hạn vô trụ không trở ngại cho sanh tâm sanh tâm không trở ngại cho vô trụ đây là lời trong kinh hoa nghiêm nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại chỗ phiền phức của phàm phu chúng ta là sanh tâm trở ngại cho vô trụ vô trụ nhất định trở ngại cho sanh tâm chúng ta đi quan tâm người khác tâm liền không thanh tịnh nếu muốn tâm địa thanh tịnh Thế thì tuyệt đối không quan tâm Không thèm để ý gì của người khác Đây là phạm phu rồi Hai cái đó không thể hợp nhất được Chúng ta muốn học Thì phải học cái khả năng này Hai cái này là một chứ không phải hai Vừa quan tâm vừa thanh tịnh Chân thật làm được Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại thì đây là điểm chúng ta cần cố gắng học tập Sự làm cho thật viên mãn Trong tâm thì thật sạch sẽ Không nhiễm một mảy bụi nào Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu rõ triệt để Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Trên Kinh Kim Cang nói Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng tại vì sao lại hiện lên hiện tượng này trên kinh hoa nghiêm nói rất rõ ràng duy tâm sở hiện duy thức sở biến tâm thức đều là chính mình rời khỏi tâm thức ra thì không có một pháp nào để được cả thấu triệt được lý này rồi thì bạn mới có thể ở trong bụi trần mà không ô nhiễm mới có thể khế nhập sự sự vô ngại việc này phải công phu phải được tôi luyện trong đời sống hằng ngày khi tôi luyện sẽ có lúc tiến lúc lùi khi tiến là rèn luyện nếu như vừa phát hiện mình vẫn còn dính nhiễm thì nhanh chóng lùi trở lại lùi về đến đâu lùi về vô trụ tâm định lại được rồi sau đó thử lại xem Thử thấy không thành công nữa Thì lui trở lại Dần dần ở trong đây cầu tiến bộ Bồ Tát trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu thành viên mãn Là dùng phương pháp này Đến khi thật sự có thể có phần Nắm chắc Giữa gìn tâm địa thanh tịnh không bị ô nhiễm Bạn mới có thể thỏng tay đi giúp đỡ tất cả chúng sanh Đây thông thường là cảnh giới gì Sơ trụ viên giáo trở lên Hay nói cách khác Bồ Tát ở trong thập Pháp giới Vẫn chưa được Vẫn phải thường xuyên quan tâm đến Tâm thanh tịnh của chính mình Họ giúp người khác Chắc chắn không phải thanh tịnh Bình đẳng giác Hay nói cách khác Thanh tịnh bình đẳng giác Là nơi đương tựa của chúng ta là giới hạn cuối cùng chúng ta Một khi phát hiện không thanh tịnh Không bình đẳng Thì hãy nhanh chóng mau quay đầu Điều này là vô cùng quan trọng Nếu mình thật sự không có khả năng này Thì hãy thật thà niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Về đến thế giới Tây Phương gần gũi A-di-đà Phật Sau đó trở lại giúp chúng sanh cũng không muộn đây là sự lựa chọn của người trí huệ cho nên chỗ này khuyên chúng ta nhưng lúc cơ thể mình khỏe mạnh cường tráng hãy tự mình xưng niệm xưng chính là miệng niệm niệm là trong tâm có phật trong tâm thật sự có phật gọi là niệm niệm là tâm hiện tại xưng là xưng danh là niệm ra bằng miệng xưng với niệm khác nhau xưng với niệm tương ưng liền có lợi ích xưng không tương ưng với niệm cái đó chúng ta thường gọi là có miệng mà không có tâm có xưng mà không có niệm trong miệng niệm a di đà Phật Mà trong tâm lại nghĩ ngợi lung tung Có xưng mà không có niệm Vậy thì không được Xưng niệm hợp nhất Chính là tâm miệng hợp nhất Tâm miệng hợp nhất Như vậy mới được phước vô lượng Diệt vô lượng tội Công đức của danh hiệu Là không thể nghĩ bạc công đức của danh hiệu ở chỗ nào là toàn bộ kinh văn danh hiệu là đề mục kinh vô lượng thọ bạn xem người xưa phiên dịch trong năm loại bản dịch gốc có một loại tên gọi là đại a di đà kinh Cho nên cái danh hiệu a di Đà Phật này Là đề mục của Kinh Công đức của Ngài Là những gì mà toàn bộ Kinh Văn nói Niệm câu danh hiệu này Thì trong tâm phải nghĩ đến Lời chỉ dạy Ở trong bộ Kinh này Đạo lý mà Phật dạy cho chúng ta Lời giáo huấn Ngài dạy cho chúng ta Vậy chúng ta phải sống như thế nào xử sự, như thế nào Đối nhân xử thế như thế nào Trong một câu danh hiệu là thấy đều nhớ lại hết Như vậy mới dùng được Nếu như chỉ niệm một câu danh hiệu này Mà hoàn toàn không liên quan gì tới lời nói, hành động trong đời sống của chính mình Thì niệm danh hiệu này là vô ích Đúng như lời người xưa nói Đau mồm rác họng cũng chỉ uống công Đại Đức xưa thường nói niệm Phật phải tương ưng Một niệm tương ưng, một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Tương ưng với điều gì? Tương ưng với nghĩa kinh Bạn niệm câu a di đà Phật này Phải tương ưng với nghĩa kinh của kinh di đà Tương ưng với nghĩa kinh của kinh vô lượng thọ Đây gọi là niệm Phật chân thật Cho nên họ thật sự được phước thật sự diệt tội, phước báo nó thật sự là vô lượng, ở đây một mảy may khoa trương cũng không có. Mỗi câu nói đều là chân thật. Chúng ta đọc xong nghe xong mà không tin là bởi vì chính bạn không biết niệm, nên bạn niệm không tương ưng. Thật sự tương ưng thì bạn nhìn thấy kinh văn này, bạn sẽ tin ngay. Bạn sẽ không hoài nghi Trong vô lượng pháp môn Thì pháp môn này Là đặc biệt thù thắng Vì sao vậy? Pháp môn này là pháp môn viên mãn Một khi xưng Phật Thì vô lượng vô biên công đức Đều ở trong đó một chút khiếm khuyết cũng không có học pháp mâu khác tuy là công đức thật sự là rất lớn nhưng bên trong vẫn còn khiếm khuyết không thể bao gồm hoàn chỉnh như vậy được một khi xưng phật vậy là đã bao gồm rất viên mãn rồi ở trong giảng đường của chúng ta có lẽ các đồng tu đều có nhận thức tương đối sâu sắc Ý nghĩa của danh hiệu Nói sơ lược là kinh vô lượng thọ Nói rộng Chính là tất cả pháp Mà Thích Ca Mâu Ni Phật Nói trong 49 năm Không có một câu nào vượt ra ngoài phạm vi Của danh hiệu không chỉ là những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm. Nếu như chúng ta suy diễn rộng nó ra thì có thể nói là vô lượng vô biên pháp tạng mà tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời đã nói cũng không có câu nào lìa khỏi câu A Di Đà Phật. Sau đó mới biết công đức của câu danh hiệu A Di Đà Phật là không thể nghĩ bạn chúng ta vừa niệm vừa phải mong sao hiểu được nếu như chỉ niệm mà không hiểu cũng rất tốt rất hiếm có nhưng chúng ta muốn nâng cao cảnh giới sẽ rất chậm chạp nếu như bạn niệm vừa có thể hiểu được thì đối với việc nâng cao cảnh giới của chính mình Sẽ vô cùng nhanh chóng Nâng cao cảnh giới của chính mình Chính là trong kinh gọi là Phẩm vị Trên kinh Hoa Nghiêm nói Cấp bậc của Bồ Tát Bạn từ thập tính nâng lên đến thập trụ Từ thập trụ nâng lên đến thập hạnh Từ thập hạnh nâng lên đến thập hồi hướng phải hiểu rõ triệt để thì mới có thể nâng cao lên được nâng cao phẩm vị xin thưa với các vị cũng là nâng cao đời sống của chúng ta cho nên lợi ích của phật pháp tuyệt đối không phải nói chỉ là đời sau mà là ngay hiện tại hiện tiền đã được lợi ích rồi Nâng cao mức sống của chính mình Đời sống này là đời sống tinh thần Khi đời sống tinh thần được nâng cao rồi Xin thưa với các vị Đời sống vật chất cũng nâng cao Đời sống vật chất thử hỏi Có phải bạn càng được dồi dào hơn không? Nói như vậy cũng không sai Dồi dào không phải là trôi vào về mặt vật chất Bạn làm việc ở nơi đây Mỗi tháng kiếm được 3.000 đồng Vẫn là kiếm được 3.000 đồng Không phải nói khi học Phật tôi lập tức kiếm được 6.000 đồng Không phải cái ý nghĩa này Bạn vẫn kiếm được chừng đó tiền Tôi vừa rồi mới nói là Vô giàu về mặt chất lượng hay nói cách khác giá trị của ba nghìn trước đây cùng với ba nghìn hiện nay khác nhau vì bạn thọ dụng là khác nhau đạo lý này người biết được rất ít chúng tôi nêu ra một thí dụ đơn giản dễ hiểu chúng ta ăn cơm Vẫn là mấy món ăn này Khi cảnh giới của bạn chưa có nâng cao Thì mấy món ăn này bạn cảm thấy là Mùi vị rất là bình thường Khi cảnh giới nâng cao bạn nhìn những món ăn này Thấy nó phát sáng Màu sắc của nó là bảy báo bằng nếm thấy trong miệng có vị vi diệu Mà người khác không thưởng thức được Là khác nhau rồi Là chất thay đổi rồi Tại vì sao thay đổi gì? Cảnh tùy tâm chuyển Lời tôi nói với mọi người là chân thật Mấy món ăn này phát quan Khi bạn nếm thấy vị của nó là vi diệu Hoàn toàn khác So với lúc bạn chưa có nâng cao cảnh giới Cho nên bạn ăn vào phần dinh dưỡng cơ thể Nhận được cũng là khác nhau Tinh thần của bạn sung mãn, dung mạo tươi sáng Cái này phải nâng cao cảnh giới mới được Chúng ta cũng bày xa Mấy món ăn giống nhau Trong chúng ta có phàm Phu Có Bồ Tát có Phật Mọi người cùng nhau ăn Khẩu vị ăn giàu của mỗi người là khác nhau Bạn đừng nên cho rằng Đồ họ ăn giống như chúng ta là sai rồi Cảm giác mùi vị của mỗi người đều khác nhau Phàm Phu là nghiệp lực còn phật bồ tát không phải nghiệp lực điều này chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng sau đó mới biết sự thù thắng của phật pháp sự vi diệu của phật pháp tính chân thật của phật pháp không chỉ là như tôi thường hay nói tướng mạo của bạn có thể thay đổi thể chất có thể thay đổi mà đất đai núi sông đời sống chỗ ở tất cả đều thay đổi sự thay đổi này là do tâm đang thay đổi hy vọng mọi người thể hội cho thật kỹ cái ý nghĩa này chỉ có pháp này là pháp chân thật trên kinh nói nhất chân pháp giới tây phương nói thế giới cực lạc thế giới cực lạc bao lớn vậy cũng là tận hư không khắp pháp giới phàm phu chúng ta nhìn thấy môi trường sống của mình đâu đâu cũng là đất bùng lầy cát đá là mắt phàm phu chúng ta nhìn thấy Người thế giới Tây phương cực lạc đến nơi này của chúng ta để nhìn. Họ thấy thế giới này cũng là lưu ly bảy báo. Họ đến bất kỳ nơi nào họ nhìn thấy cũng đều là lưu ly bảy báo. Vì sao vậy? Cảnh chuyển theo tâm của họ. Phàm phu chúng ta Nói giả sử phàm vu cũng có khả năng về thế giới Tây Phương cực lạc để tham quan Chúng ta đến thế giới cực lạc cũng nhìn thấy giống như địa cầu chúng ta vậy Cũng là đất bùng cát đá thôi Đạo lý gì vậy? Do tâm của chúng ta biến hiện ra Tâm của các ngài biến hiện khác với tâm của chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa Ở thế gian này của chúng ta Cõi ngài cư trú là tịnh độ Trên kinh cũng đã từng nói qua Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thân lực của Ngài Biến hiện ra cảnh giới tự thọ dụng của Ngài Để cho mọi người xem Nó không có khác gì so với thế giới hoa tạng Thế giới cực lạc Nhưng phàm Phu không thể nhìn thấy Đạo lý này nếu như dùng cách nói của nhà khoa học hiện nay chính là Do chiều không gian và thời gian khác nhau ngày nay chúng ta ở không gian ba chiều nhà khoa học đã thật sự chứng minh có không gian bốn chiều không gian năm chiều thậm chí là đến không gian mười một chiều điều này đã được chứng thực rồi cảnh giới còn chưa phát hiện chưa chứng thực thì không biết là còn bao nhiêu nữa Nhưng năng lực của Phật Bồ Tát Có thể đột phá toàn bộ những không gian về thời gian này Đột phá toàn bộ tất cả mọi không gian thời gian Các ngài nhìn thấy cảnh giới tự thọ dụng của mình Và cũng nhìn thấy cảnh giới thọ dụng của tất cả chúng sanh Các ngài có năng lực này Các ngài dùng phương pháp gì để đột phá vậy? Hiện nay nhà khoa học đều đang nghiên cứu về vấn đề này thật sự đột phá được rồi thì con người tự tại có thể quay về quá khứ cũng có thể đến vị lai trên lý thì nhà khoa học đã khẳng định rồi biết quá khứ hiện tại vị lai đồng thời tồn tại lý này họ đã hiểu rõ đồng thời tồn tại vì chúng ta làm sao quay về quá khứ làm sao đi đến tương lai không làm được Nguyên nhân này là do họ không biết không gian được hình thành như thế nào. Họ chưa có nghiên cứu về mặt này. Trong Phật pháp nói, sự hình thành không gian và thời gian khác nhau, chính là pháp giới khác nhau. Nhà Phật chúng ta gọi là pháp giới chứ không nói là không gian và thời gian. Thập pháp giới là nói sơ lược, nói tỉ mỹ là vô lượng pháp giới. Tại vì sao nói vô lượng Pháp giới Vì Pháp giới của mỗi người đều khác nhau Chúng ta cùng nhìn một người như nhau Cùng nhìn một đóa hoa Cùng nhìn sự việc giống nhau Mà có người nhìn thấy ưa thích Có người thì lại chán ghét Đó chính là Pháp giới khác nhau Nói về ưa thích Thì mức độ ưa thích của mỗi người lại không như nhau Nên Pháp giới vẫn là khác nhau Thật sự tìm được hai người Có cách nhìn hoàn toàn như nhau về một sự việc Thì không thể tìm ra không có sự việc này phật nói đến khi nào cách nhìn của hai người hoàn toàn như nhau là thành phật 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 đạo đồng bồ tát đẳng giác hai vị bồ tát đẳng giác nhìn một sự việc vẫn là khác nhau giác của họ chưa có viên mãn tâm của họ chưa có đạt đến thuần tịnh Bồ Tát đẳng giác Tuy đều có một phần sanh tướng vô minh chưa phá Cách nhìn của mỗi người họ Đều không thể hoàn toàn như nhau Chúng ta nói có thể đạt đến 90 mấy phần trăm giống nhau Nhưng không thể đạt đến 100 phần trăm Từ đó cho thấy Sự hình thành của Pháp giới Sự hình thành của chiều không gian Và thời gian lời phật nói có đạo lý là do vọng tưởng phân biệt chấp trước là sanh ra từ chỗ này làm sao có thể đột phá đoạn dứt hết vọng tưởng phân biệt chấp trước liền đột phá ngay vô lượng vô biên pháp giới khác nhau bạn thấy đều có thể nhìn thấy cho nên phật dạy chúng ta không có gì khác là phá vọng tưởng phân bị chấp trước mà thôi. Sau khi vọng tưởng phân bị chấp trước phá rồi, cảnh giới đó chính là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Chúng ta ngày nay nâng cao là không ngừng nâng cao lên cảnh giới này, đây là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu này chính là trên kinh thường nói: A à nậu đa la tam miệu tam bồ đề Phá xong Chấp trước Chính là chánh giác Sau đó phá phân biệt Chính là chánh đẳng chánh giác Phá tiếp vọng tưởng nữa Chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác Vô thượng chánh đẳng chánh giác Tiếng Phạn gọi là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Cho nên phải không ngừng Nâng cao cảnh giới của chính mình muốn nâng cao cảnh giới của chính mình phương pháp duy nhất là xưng niệm phải tương ưng xưng niệm không tương ưng thì chắc chắn không thể nâng cao được rồi chỉ có thể gieo hạt giống phật trong a là gia thức mà thôi tương lai mới có tác dụng chứ hiện nay không có tác dụng hiện nay không thể được phước cũng không thể diệt tội được các vị thấu triệt được những sự và lý này rồi tên kinh phật nói mỗi câu nói đều là chân thật không nói quá một chút nào quyển trung đến chỗ này là viên mãn rồi chúng ta xem tiếp quyển hạ dưới đây Phẩm thứ 10 So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí Năm xưa Pháp Sư Thánh Nhất Ở đối đại dự Hồng Kông Vào những năm 80 Đã nhận lời mời của lão pháp sư nhân đức đã mời thầy đến củ hoa sơn để giảng kinh địa tạng thầy một mặt viết giảng ký một mặt đến giảng kinh sau khi về đến hồng kông thầy đã kể cho tôi nghe về tình hình ở bên đó và đem giảng ký đưa cho tôi xem tôi có viết một bài tựa cho thầy thầy giảng ba phẩm này phẩm phía trước là phật bảo còn phẩm so sánh công đức của bố thí này là pháp bảo cách nhìn này là vô cùng chính xác cuối cùng đem bộ kinh này quy kết về tam bảo rất hiếm có người xưa chú giải không có nhắc đến sự việc này cho nên tôi vô cùng tán đồng với cách nói này của pháp sư thánh nhất kết quy về tam bảo trong pháp bảo nó thật ra chính là nói phương pháp tu hành phương pháp tu hành tổng cương lĩnh của phật pháp đại thừa là dạy chúng ta bố thí kết duyên dùng phương pháp này là có thể thành vô thượng đạo phần trước chúng ta đã từng nói qua tu học Phật pháp muốn nâng cao cảnh giới của chính mình thì quan trọng nhất là phải phá trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mà bố thí là phương pháp tốt nhất. Bố thí là xả. Đem chấp trước xả hết, đem phân biệt xả hết, đem vọng tưởng xả hết. Không chỉ là trên lý luận phải như vậy mà trên sự cũng phải làm như vậy. Nếu bạn không chân thật làm trên sự mà chỉ luận bàn trên lý suông là không được. Là không cách gì nâng cao cảnh giới của chính mình. Nó thật ra cũng không có cách gì thật sự dứt hết phiền não nhất định phải thật sự hạ công phu ở trên sự. Phật đã dạy chúng ta hai chữ là xả đắc. Hai chữ này bạn phải nhận thức cho thật sâu sắc. Vì sao vậy? Bởi vì càng xả, bạn được càng nhiều. Đây là định luật nhân quả. các vị thấy cơn bão kinh tế suy thoái kinh tế lần này các vị thấy vô cùng rõ ràng hầu như mỗi người đều bị ảnh hưởng chúng ta quan sát tỉ mỉ cư sĩ lâm không bị ảnh hưởng gì không những không bị ảnh hưởng mà thu nhập của cư sĩ lâm còn tăng thêm theo như cách nói thông thường các tín đồ kinh tế của mỗi một người đều vô cùng khó khăn nên việc bố thí cúng dường đương nhiên tương đối giảm sút đây là đạo lý nhất định tại vì sao thu nhập của cư sĩ lâm không giảm sút mà lại còn tăng thêm đạo lý là ở chỗ nào do bố thí Cơ sĩ làm bố thí nhiều, bố thí rất lớn. Trong tình hình khó khăn như vậy, việc bố thí của họ vẫn tăng thêm chứ không giảm. Cho nên thu nhập của họ cũng sẽ tăng thêm chứ không giảm. Chứng minh lời Phật nói là không sai. Tài càng xả càng nhiều. Bạn đừng sợ bố thí càng xả càng nhiều. Chúng ta từ cư sĩ lâm mấy năm gần đây đã chứng minh được rồi bạn không thí thì không có đạo tràng thông thường thu nhập đều giảm sút vì sao vậy họ nhìn thấy kinh tế tiêu điều vậy thì chúng ta phải tiết kiệm chi tiêu phải bớt bố thí lại bớt bố thí thì được rồi thu nhập của bạn cũng sẽ ít quả báo sẽ ít thôi lý mộc nguyên ở cư sĩ lâm là người có trí huệ thu nhập ít cũng phải bố thí thật mạnh mẽ ông không sợ bố thí thì cư sĩ lâm sẽ hết sạch tiền của ông không sợ điều này nhưng bạn xem thu nhập của cư sĩ lâm vẫn cứ không ngừng chảy vào vậy là chứng minh lời phật dạy bố thí tài sẽ được giàu có Bố thí pháp sẽ được thông minh trí huệ, bố thí vô úy sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Bạn không bố thí thì làm sao được chứ? Làm sao bạn có được đây? Nhưng mà bố thí thì sau này sẽ có quả báo, quả báo đến rồi lại sợ bạn khởi tâm tham sự việc này phiền phức rồi. Cho nên Phật chỉ chúng ta ha, xả đắc, xả đắc ý nghĩa sâu hơn một tầng nữa là bạn có được những thứ đó rồi, hãy nhanh chóng xả tiếp, không nên lưu giữ. Nếu như bạn thí Cái nhận được đó bạn không chịu xả tiếp Vậy là hỏng rồi Bạn lại mê rồi Lại đọa lạc rồi Vĩnh viễn phải thí Càng thí càng nhiều Thí nhiều sẽ được nhiều Chư Phật như Lai Gần đây chúng tôi giảng hai bộ kinh này Phải hiểu cho thật kỹ A-di-đà Phật Bố thí rộng lớn cho nên phước báo của Ngài mới lớn như vậy Thành tựu thế giới cực lạc Thành tựu thế giới cực lạc mà chính Ngài không thọ dũng Đem cúng dường cho người tu học Thích niệm Phật Mười phương thế giới Đem cung cấp cho họ Đây là sự bố thí rộng lớn của a di Đà Phật Trong Kinh Hoa Nghiêm Tỳ Lô Giá Na Phật bố thí rộng lớn Xây dựng nên thế giới hoa tạng Tiếp dẫn tất cả người học Đại Thừa Mười Phương Cung cấp cho họ hưởng thụ Chứ bản thân chính Ngài không hưởng thụ Phật đã làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem Nếu như chúng ta được quả báo thịnh dưỡng từ bố thí Chính mình muốn hưởng thụ Thì tâm tham liệt khởi lên Lại lập tức bị mê ngay Cho nên Phật dạy chúng ta xả đắc Những gì bạn có được hãy nhanh chóng xả ra Sau khi xả rồi nó lại đến Sau khi đến rồi nhanh chóng lại xả tiếp Giống như dòng nước vậy Nó luôn sống động, Tôi chảy Tuyệt đối không nên dừng nó lại ở một chỗ bạn hiểu rõ đạo lý này, hiểu được sự thật này, bạn sẽ dám xả. Bạn biết càng xả càng được nhiều. Tiền của ung ung không ngừng kéo đến. Đây là trong ngạn ngữ thường nói. Nếu trong số bạn bạn có, thì nhất định sẽ có. Trong số bạn không có, thì dù có cầu cũng không được. Muốn giữ cũng không xong. Chúng ta thời gian gần đây để nhìn thấy có rất nhiều người dùng đủ mọi cách để được phát tài tích chứa của cải muôn ức một khi cơn bão kinh tế đến thì sụp đổ rất nhiều người nhảy lầu tự sát trong số mạng không có thì không giữ được nếu như những người này đều có trí huệ như cư sĩ lý mộc nguyên đem tài sản của họ đi làm sự nghiệp từ thiện xã hội thì không thể tưởng tượng được rồi tại vì sao họ bị thất bại cho nên đồng tu học phật nhất là đồng tu tại gia bất luận làm trong ngành nghề nào bạn đã học phật rồi học phật thì phải xây dựng cho được một quan niệm chính xác chúng ta vì xã hội phục vụ vì tất cả chúng sanh phục vụ bất luận là làm trong ngành nghề nào đều là vì xã hội vì chúng sanh bạn dùng thái độ phục vụ để làm thì bạn sẽ làm vô cùng hưng dưỡng bạn sẽ làm được thành tựu thù thắng sự nghiệp của bạn càng làm càng phát đạt Càng phát đạt càng phải giúp đỡ người khác Càng phải giúp đỡ xã hội Chính mình sống tiết kiệm là tốt Nhất định sẽ khỏe mạnh sống lâu Không được phép hưởng phước Nếu như mình thịnh dưỡng rồi hàng ngày cứ lo tẩm bổ khi bổ như vậy sẽ khiến cho toàn bộ cơ thể bạn hư hỏng hết. Cơ thể khỏe mạnh thì không cần phải bồi bổ. Một khi bổ thì trên người nhất định có vấn đề. Càng bổ sẽ càng nhiều vấn đề. Đến cuối cùng thuốc cũng không thể cứu được. Chúng ta quan sát thật kỹ cổ thánh tiên hiền. Các ngài làm tấm gương cho chúng ta thì phải biết chính mình cần phải học tập như thế nào cho nên trong phật pháp nói lợi ích thù thắng nhất lợi ích lớn nhất lợi ích không gì sánh bằng của thế gian và xuất thế gian chính là bố thí cho nên phật đem nó xếp ở điều thứ nhất trong hạnh bồ tát hạnh bồ tát có sáu nguyên tắc là sáu ba la mật thì bố thí xếp ở vị trí đầu tiên trong bản kinh cũng đặc biệt nêu ra để chỉ dạy chúng ta ở trong tất cả kinh đại thừa nếu các vị hơi lưu ý một chút sẽ phát hiện ra Thế Tôn giảng về bố thí là giảng nhiều nhất Ngài có đạo lý của Ngài ở trong đó Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 能。